hai vận động viên vào thi đấu. Thi đấu ở giữa thảm vật vật tự do. Hai đội chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, trong luật vật tự do của nữ không có xe đài. Đây là luật vật quốc tế, chỉ có quan điểm thắng. Như vậy là vật ra ngoài rồi. Ngoài dưới. Như vậy vận động viên mang trang phục màu xanh của Bắc Giang đã được 4 điểm, 2 điểm sang sau và 2 điểm ôm ngang lên ngang. Trận đấu tiếp tục. Bốn điểm cho vận động viên mang trang phục màu đỏ, đai đỏ là vận động viên Trần Thị Ánh của đơn vị Bắc Ninh. Thi đấu ở tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Như vậy là đai xanh đã bốc chân được đai đỏ rồi, có làm gì được không? Xin quý vị đại biểu, quý vị khán giả cho hai vận động viên một tràng pháo tay để cổ vũ động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên đại diện với lễ hội của chúng ta năm nay. 4 điểm cho đai đỏ và 2 điểm cho đai xanh. Hai điểm cho đai màu xanh. Vận động viên Nguyễn Thị Hải, đơn vị Bắc Giang. Thi đấu ở tư thế đứng. Hai vận động viên thi đấu ở giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Màu đỏ, đai đỏ. Hai điểm tiếp theo cho đai đỏ. Thi đấu ở tư thế đứng. Hai vận viên vào. Như vậy là hết thời gian thi đấu hiệp 1. Hai đôi tạm nghỉ. Thời gian nghỉ 1 phút. Hiệp 2 bắt đầu. Vận động viên mang đai màu xanh ra ngoài rồi. Trận đấu tiếp tục. Ra ngoài rồi. Áo đỏ chặn lắm. Như vậy là vận động viên đai xanh bốc được chân và đánh không đánh được vận động viên đai đỏ. Trận đấu tiếp tục. Để kích lệ động viên tinh thần thi đấu của hai vận động viên trên
phản đấu. Xin đi đại biểu quý khán giả cho hai vận động viên một tràng pháo tay để cổ vũ động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên về với lễ hội của chúng ta năm nay. Hai điểm cho đây màu xanh. Không câu mà tiên ra ngoài dưới đó rồi, bóng vào đâu rồi cho tới đây. Trận đấu cuối cùng. Đầu cứ đuổi lên là được. Đâu, cái cánh giả mang đai màu đỏ. Đấy, ông Trung phải ông ai chơi ra ngoài rồi. Đánh nguy hiểm. Đúng. 4 điểm cho đai màu xanh ra ngoài rồi. Như vậy là hết thời gian thi đấu hiệp 2. Kết quả chung cuộc, hai vận động viên đứng giữa thảm để công bố kết quả. Kết quả chung cuộc, vận động viên mang trang phục đai đỏ giành phần thắng với tỷ số 18-16. Như vậy là Trần Thị Ánh Bắc Linh giành phần thắng. Xin quý vị đại biểu quý khán giả cho hai vận động viên một tràng pháo tay để cổ vũ động viên tinh thần của hai vận động viên về với lễ hội của chúng ta năm nay.